có những hoàn cảnh khó khăn, phải chịu nhiều sóng gió của cuộc đời. Ba đi bị bệnh tiểu đường, bị cả di chứng của nó là hầu như bị chứng từ biến chứng từ ngoài. Bà là không có con gì đâu. Được đấy, đi dạy cái trường mầm đó nè. À, là bà là cô giáo. Là biết được. 10 năm là về nuôi quấn với thằng đi. Bỏ với thằng đi. Những vòng tay nhân ái mang tia sáng hy vọng thắp lên những u tối của cuộc đời. Mở lòng mua mão hết đi. Dạ, mua nước tăng lực nha. Giá 1 mua thành 2 dùm cái đi nè. Bà ơi, con mua nhiêu đây nha bà, là tính 400 mà thôi. Làm tròn 500. Dạ, rồi bà. Đó, thôi bây giờ mình khoan nghĩ tới chuyện xa đó đi. Nhưng mà nếu mỗi năm mà tụi con ghé không ghé được thì tụi con vẫn gửi qua các anh lãnh đạo tỉnh. Cùng bà Phạm Kim Dung và các Hoa Á Hậu công ty Sen Vàng mang cái Tết ấm no đến Hà Tĩnh trong tập 13 Tết Hạnh Phúc Về Hà Tĩnh Người Ơi, được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 1 tháng 2 năm 2023 trên kênh YouTube Sen Vàng TV.